Ok, xin chào bạn bè tất cả các bạn. Tôi là Mark Win, sẽ liên tục sẽ clear cho mọi người nhóm. Hay ngày đi phong đá nhóm đang chạy một lễ trong pi cả sẽ clear sa mạnh là nơi tất cả các bạn hiện cả pi video sa môn hay. Ok, có mọi cả pi chú nơi tất cả các bạn xong lập mình tích trong pi verb be. Video muốn nhóm dễ trong pi verb be và toàn máu nhóm dễ trong pi cả pra capital letter nơi không clear. À lấy nhóm lập tăng pi verb be vào đấy. Verb be chỉ tu tới nè từng học nè có ban score form có đôi chữ ca pra một chữ này thà việc bột chữ muối đừng say làm bay ơi ta say ban clear tâm trời muối. Ok, lấy dùng lực lần mình tích máu form of verb be cái này ní ai từng trang lương tích verb be này tùm rung nhưng đã do p ní mình này thà clear strong positive and negative q questions and wa question có vì chỉ một phép mùi để chăm mà đó nó nhầm. Ok, tụng rộng sọp miền đây tha clear nó sọp thông mà đá. Ok, vì miền subject bốc bí bí dừng đắng hay tha vì miền bấy em is a nó dừng phở cho mùi đừng bật thiên khóc nha thịt chắc nhầm đặt bí mùi làm bây cho tụng rộng phở bàn mùi hay cái tôi khăn khỏi biết nên tụng ngọc nếp thử tay chám vì ai bốc bàn bấy noun, bộ bản noun, adjective, được gọi preposition of fresh. Hay bộ bản thân chữ be nâng bộ chữ mũi đồng verb vì miễn cạn này verb bộ viết tiệt vì ai chữ verb ing được gọi verb ed chẳng tật. Núng nông cạn này xế nhưng mà toàn bản dễ thế nhưng dễ em pi cạn này bộ bản bay này thôi mà đa sản nhé basic sản. Tổng đồng bản đại sản này tổng học này score đấy bản thân chữ be not chẳng tật ai thở chữ tổng đồng bản đại sản bản subject là be là not là bay nâng tận đại. Hai bớt sinh chỉ trong phơi chỉ clear sủng lúa bọc be nâng vừa mà đặt hàng một mốc be subject noun adjective preposition of fresh question mà ok clear mà. WA question nhưng sung sướng thay nên từ ngóc nít score be ban chọn này mean what where when why which okay how chọn đó. Anh đang sắp tới chia W A question words để dùng vô mà đặt hàng một việc mà đầm bay xua hồ ti cái lại na mui ở vậy mui được cô đặc biệt này chẳng thật chẳng bớt sân chia để từng ngóc new school hết nhà từng ngóc new ai và cao chu của một địa bàn đấy hay bộ bí bộ subject bộ bay nâng thật đại tại bớt sân chia ở school thế nhà từng ngóc new ai không vấn được hàng cao mất tha ở lấy ví dụ như một cái W A question word nâng tiệt mất nhưng mình thôi bị tàu cuối sinh nhật này, ok? Chứng chỉ cam lật lăn với nhầm pi verb be ngày ní nhá, ok? Mà to mi hiện bao nhiêu ngày nắng, nhôm nâng dễ nhầm pi question mark, hơi nâng exclamation point, question mark, hơi nâng exclamation. Ưu tiên là sao? Mai dưng thở ưu tiên là sao? Yes. Ưu tiên họ. Is Brazil a large country? Is Brazil a large country? Ta viết chữ clear straw, bạn đã sai, đừng có sửng lùa. Clear bay, miền bay. Ok, miền bay nào, clear, nông ca sẽ clear miền bay nào. Any question mark, any question words, viết đôi chữ question đại. Chẳng không cần phải say clear vì biết bay nâng không cần phải say clear. Ta là đi cho chỉ clear strong positive negative được confession mới đang trong đoạn viên mà ta bị cho mùi nè. Ok, is đi to be present cứ chỉ niệm hay chỉ subject. Ok, đi cho từng đoạn mùi nè. Cho từng đúng fashion chẳng ta nhầm thở full stop nhấn được gặp hơi riêng chẳng ta bắt tâm trời ở ok bắt tâm trời đi chẳng nhầm xong quay nhầm mùi cho đi mình is Brazil a large country nên question mark trời ở ok tại sao cái cho từng đúng lái biến từng đúng viên đi subject mean a large country now nè ok lại đi kia được được chẳng bị cho nó tùng rộng bao dương hả chẳng bị chia phải chẳng mạng
bây giờ cái lạnh nâng bây giờ thoáng tha táo bị chưa sùng lúa được cô sò được cô bạn sai cũng chẳng nhìn phở vẫn mát nhưng mà trầm trồi mũi tiền it is snowing it is snowing chỉ clear thoáng đá được cô chỉ clear sùng lúa mờ it mean to be mean snowing Clepril Anh ấy dân thở tùm rung xế vì ở châu luôn tùm rung bay đi Snowing, it is snowing vì còn phong là Clepril okay. Chứ nhưng xong xô thà nắng vì chỉ clear ấy, clear sọc và đặt sát đi qua sầm ngộ ok, bởi xong chỉ mơ tới lơ tùm rung vì có các chỉ clear thông đá cái ở bên đây thở sầm ngộ ấy chứ là nắng chỉ clear full stop thầm thở cái phở full stop clear nắng tại đại it is snowing via clepril tận tay nhóm thở ưu tiên là sắp nhóm thở ưu tiên là sắp bác đi hay đấy bạn ai thở ưu tiên là sắp bác một clear đôi kia nhóm ok ưu tiên là sắp đi có exclamation nó cứ cái sầm đáng cho lưu surprise à lấy những ai mà là biết surprise hoặc chết thiệt đó it is snowing surprise viết là cái nát surprise phiền phức vì phiền phức mà surprise exclamation nâng cứ cái sầm đáy từ lơ cả đại phiền phức ok surprise mình bắt mua cho surprise chẳng bớt xin chỉ trong phở exclamation mark ta bắt clear thằng lơ thằng cổ nít đôi kia đi còn là tha khó xỉn nhà dừng trong phở exclamation mark đô tra tại dương dạy bia ao tới chìa phía vào một tia ho bia muối cho nám kia phở wow ok chấn kia phở wow yes ok anh nắng chỉ tư tới cứ bà sân chia lẹ cả nạp phía vào surprise dương phở exclamation mark mũi tiền ta là lý ác phở chia exclamation mark ba đó My sister had a baby last night. Bong bong say bong bong nhóm cả câu had a baby cả câu. The so but cả bị chụp mình. Ok. Chẳng những ai thở exclamation mark ba nó. My sister had a baby last night. Ok. Vì ai thở ba nó ai thở period clear thông mà đã có ba. Bởi xin chị dừng dễ chia là cái này. A surprise của bạn này. A fine hearty. My sister had a baby last night. Chia lẽ khả surprise. Ok, chắc mà xin chỉ trong phở exclamation point được gọi exclamation mark. Nói tiếng ngọt nghĩa. Thời ta sẽ nắm viết tham vì chia lẽ khả nạ clear surprise. Clear đã phía nhập out. Ok. Chẳng hoặc nên ấy của bạn nâng cao cho nắm viết thế. Thời ta tiếng ngọt nghĩa ai từ mưa từ mơ activity của nhóm đã đặt lên lưới cron nâng hồi nhóm nâng cài bay activity ở nhà tình ngọc niềm mơ hồi lùm hát nít xuống mẹn tên nhà tình ngọc niết tọc ok activity 15 identify statements question or exclamations identify x sentence as a sentence as question Q or exclamation E then add the correct punctuation to the end of the sentence chẳng kì ai bà xin chỉ clear thom mà đá kì ai đặt as hay clear xâm lúa kì ai đặt Q hay clear exclamation kì ai đặt E chúng dùng cài bàn pì ở cái cài ao pì hỏi number one cái đặt thả how many days are in the month chúng clear nó cứ chỉ clear sầm nua chúng dân thời đấy per question mark chúng cái đặt Q ao number two the answer depends on the month chúng lấy vì ở sai từ lời khai chúng chỉ clear thông mà đã cái đặt as number three
Nhưng cái ấy only 4 months have 30 days. Only 4 months have 30 days. Chúng ta clear nó cứ chỉ clear Q, S, Q rồi có E. Chẳng vì cứ chỉ clear S. Ok, bấm pin S. Hãy nhầm đặt full stop nơi hàng chống để clear mùi tiệm. Chẳng bật top máu number 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Để tôi nói cái này ai thưa luôn anh bàn á. Cô tha clear nó xuống là nhầm mưa tới. Hay nhóm xong bà hạp chùm lõi mùi tiết bà ý exclamation miên tay mùi clear tê nên không nguồn hạt mùi nhịp. Ok, theo cái nâng sẽ tới S nâng Q easy, tập dừng ai ăn một việc bán chẳng nguồn hạt nâng hơi vịt ồn nâng có xong chọc bằng nâng hay nhập ngọt nghĩa ai sẽ xa mùi clear clear miên bấy mà đón tiết clear miên bấy đầy dương thử chẳng nắm khlang bền tên món hay clear được tay tiết nhiều mặt toàn và hợp trở nên tế được sao dừng nơi level mùi nắng chân này tầng ốc nghĩa thật là trăm thá clear mean positive, negative hay những questions. Ok, thank you very much. Bye bye.